is all about. Trong ngày ra quân Basel mở rộng, Roger Federer chỉ mất 53 phút để khuất phục tay vợt người Đức Peter Kovacic với tỷ số 6-2 và 6-1. Phát biểu sau chiến thắng, Fed cho rằng trận đấu giống như một buổi tập luyện trước khán giả. Nhận xét này của Federer mất điểm trong mắt người hâm mộ. Theo đó, họ cho rằng việc tàu tốc hành so sánh một trận đấu chuyên nghiệp như một buổi tập là bằng chứng cho thấy việc anh thiếu tôn trọng đối thủ. Về phần Federer, rạng sáng mai, huyền thoại người Thụy Sĩ sẽ chạm trán với đối thủ hạng 49 thế giới Radu Albot ở vòng 2. Trên sân đấu, Maria Sharapova gây chú ý không chỉ bởi vẻ ngoài xinh đẹp mà còn bởi những tiếng hét chói tai mỗi khi cô đánh bóng. Tiếng hét của Masha có cường độ âm thanh đo được lên đến 101 decibel, tương đương với tiếng máy cưa hoặc đoàn tàu chạy với tốc độ cao. Thậm chí một số người tiết lộ họ đã giảm âm lượng trên TV để tránh phải nghe tiếng rên rỉ của Sharapova. Trả lời về thói quen la hét trên sân, búp bê Nga cho biết: "Tôi có thói quen phát ra âm thanh như vậy từ khi còn nhỏ. Hậu quả là cổ họng của tôi luôn bị đau rát sau mỗi trận đấu." Hiện tại, Masha đã rơi xuống vị trí 134 thế giới sau tuyên bố kết thúc sớm mùa giải 2019 vì chấn thương vai. Búp bê Nga khẳng định sẽ quay trở lại vào mùa giải năm sau. Trong chia sẻ mới đây, Andy Ruiz tiết lộ từng nhận được lời mời của WWE sau chiến thắng lịch sử trước Anthony Joshua. Tuy vậy, để tập trung cho trận tái đấu với tay đấm người Anh vào ngày 7 tháng 12 tới đây, nhà tân vô địch hạng nặng quyền Anh đã từ chối lời đề nghị từ WWE. "Họ đã mời tôi ngay sau khi tôi giành được danh hiệu. Họ mời tôi đến đánh thử tại WWE, nhưng boxing là cuộc sống của tôi, thế nên đây là thứ duy nhất mà tôi biết đến, ngoài việc gia đình. Tôi sẽ gắn bó với quyền Anh và hoàn thiện mình hơn. Khi tôi bắt đầu bên kia sự dốc sự nghiệp, có thể tôi sẽ tìm một việc gì đó khác để làm." Tại giải cầu lông quốc tế Indonesia, Nguyễn Tiến Minh với thứ hạng 58 thế giới được xếp làm hạng giống số 1. Ở trận ra quân, Tiến Minh chạm trán với tay vợt nước chủ nhà Bagas Nugroho. Trước đối thủ kém đến 419 bậc trong bảng xếp hạng BWF, tay vợt số 1 Việt Nam dễ dàng giành vé đi tiếp với thắng lợi 21-15 và 21-18. Đối thủ của Tiến Minh ở vòng 2 sẽ là tay vợt hạng 132 thế giới Hashiru Shimono. Trong khi đó, đại diện khác của Việt Nam ở nội dung đơn nam là Phạm Cao Cường đã sớm nói lời chia tay giải đấu sau thất bại bất ngờ trước đối thủ được đánh giá thấp hơn là Asuka Harianto. Tâm điểm loạt trận mở màn NBA 2019-2020 là trận derby LA giữa Clippers và Lakers. LeBron James và các đồng đội nhập cuộc tốt hơn và cách biệt có lúc nới lên thành 11 điểm. Đến khi Lou Williams vào sân, đội chủ nhà mới thật sự gây khó khăn cho Lakers. Sự xuất sắc của Kawhi Leonard với 20 điểm sau nửa đầu trận đấu đã giúp Clippers vượt lên dẫn trước Lakers. Tuy vậy, Danny Green đã có một ngày thi đấu hiệu quả để cân bằng tỷ số 85-85 sau 3 hiệp. Ở hiệp 4 quyết định, khâu phòng ngự chắc chắn là chìa khóa đã giúp Clippers giành được chiến thắng chung cuộc 112-102. Ở một trận đấu đáng chú ý khác, nhà đương kim vô địch Toronto Raptors đã giành được thắng lợi ngạt thở 130-122 trước New Orleans Pelicans. Pascal Siakam dù bị rút quyền thi đấu vì mắc 6 lỗi cá nhân, song đã góp công lớn trong ngày ra quân suôn sẻ của bầy khủng long với 34 điểm và 18 rebounds. Trên Twitter cá nhân, Linda, người phụ trách tài khoản LPL English trên Twitter đã tố cáo Riot Trung Quốc nợ lương suốt 9 tháng làm việc. Trong bức tâm thư, Linda cũng tiết lộ khối lượng công việc khủng khiếp cô gần như phải làm cả ngày, thậm chí là cả ngày nghỉ thay vì thỏa thuận part-time như trước đó. Ngoài ra, cô còn đảm nhiệm những trọng trách không hề có trong mô tả công việc lúc đầu. Theo Linda, đến ngày làm việc cuối cùng, cô vẫn không nhận được một đồng lương nào. Đến khi nhờ bên thứ ba can thiệp, phiên dịch viên có tiếng trong cộng đồng Liên minh Huyền Thoại mới nhận được toàn bộ số tiền lương của mình. SKT khép lại bảng C ở vị trí đầu bảng với thành tích 5 thắng và 1 thua. Nhận xét về màn thể hiện của đội trong giai đoạn vòng bảng, Huyền Thoại Faker cho hay: "Tôi hài lòng với ngôi đầu bảng của SKT, nhưng thú thực, chúng tôi đã để lộ điểm yếu quá nhiều trong những màn thể hiện vừa qua. Tôi sẽ cố hết sức cải thiện vấn đề này trong giai đoạn tới. SKT sẽ thi đấu hết mình kể từ tứ kết cho đến trận chung kết." Về mục tiêu tại chung kết thế giới năm nay, tương tự như huấn luyện viên Koma, Faker tin rằng SKT sẽ nâng cúp vô địch tại Paris, Pháp vào ngày 10 tháng 11 tới đây. Trước khi đạt mục tiêu đề ra, nhiệm vụ trước mắt của SKT là vượt qua Spurs ở trận tứ kết diễn ra vào ngày 27 tháng 10.